Rồi mình xin chào các bạn và chúc các bạn ngày mới an lành. Lại tiếp tục có ba tác phẩm đẹp hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Và tác phẩm thứ nhất là trước mặt các bạn là một cái gốc xanh. Phải nói là cái gốc xanh rất là có giá trị. Và để mình đến gần chi tiết cho các bạn xem. Và từ cái phần rễ cho đến phần thân và tây cành cho các bạn nhìn ngắm một cách cụ thể và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Đấy các bạn, là phần rễ của nó khá là lâu năm và ôm chặt với những cái rạn san hô và rất là chặt và len lỏi vô nhiều cái hốc bên trong, nó gắn kết lại rất là chặt. Các bạn thấy phần rễ. Và để đi lên trên cái phần gốc. Phần gốc được phơi lên trên. Đây là phần gốc đó các bạn. Phải nói là cái tác phẩm gốc xanh này lên đến vài trăm triệu là chuyện bình thường đó các bạn, vì nó quá đẹp. Nếu mà trong giới mà chơi cây cảnh đó các bạn, mà người ta đã đam mê thì có những cái tác phẩm như vậy thì cũng đáng được chiêm ngưỡng và đáng được sở hữu nó đó các bạn. Rồi để mình qua bên đây mình chi tiết cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Nó đẹp đều bốn bên luôn á các bạn. Nói chung là nó rất là thuộc hết á. Và đứng trên một cái chiếc chậu hình chữ nhật rất là to. Rất là to luôn á các bạn. Cũng có thể đây là mặt sau, nhưng mà theo như mình thì mình thấy là mặt nào cũng đẹp hết đó các bạn. Đấy, phần trên tay cành đều đặn. Rất đều đặn á các bạn. Các bạn thấy nhìn cái phần rễ mà nó đeo vô cái cục đá san hô như vậy thì các bạn cũng hình dung ra là cái tác phẩm này lâu đến chừng nào. Đây, để mình gần hơn cho các bạn xem cái tay cành của nó và cái thân rễ đổ từ bên trên. Đó, rất là đẹp không các bạn. Phải nói là cái phần rễ người ta nuôi dưỡng rất là khéo và cái chăm sóc rất là tỉ mỉ mới ra một cái tác phẩm có giá trị đó các bạn. Phải nói là cái vườn cây của cái quán cà phê nơi đây, phải nói là nhiều cái tác phẩm rất là có giá trị. Toàn là tác phẩm đẹp không các bạn ơi. Cũng rất là nhiều loại cây. Và người ta trưng bày nơi đây để cho nhiều người đến và chiêm ngưỡng đó các bạn. Chi tiết rõ hơn cái phần tay cành cho các bạn cùng xem. Rất là đều đặn. Tay tán đâu rất là đều.
Rồi, đây là mình chi tiết toàn cảnh các bạn xem lại lần nữa. Một cái tác phẩm gốc xanh này rất là đẹp. Rồi, kế tiếp là giới thiệu các bạn là cái tác phẩm thứ hai, là một cái gốc lộc vừng cũng đứng trên một cái chiếc chậu khá là to, và cái phần gốc cũng khá là lớn và tay cành cũng đều đặn và phần gốc đó các bạn. Rồi mình chi tiết cho cái phần gốc cho các bạn xem. Nói chung là mình lọt vô cái vườn cây này thì không thể nào ra được các bạn, bởi vì có nhiều cái vẻ đẹp, nhiều cái tác phẩm của nhiều cái cây rất là hay, và nhìn ngắm không thể ra được luôn các bạn. Phải nói là cây cảnh là vô giá, rất là có giá trị. Như cây lộc vừng các bạn thấy đây là phần rễ nè, cũng khéo, rất là khéo. Và phần bên dưới gốc đó các bạn cũng trang trí những cái ngôi nhà nè, và có một cái hòn non bộ nhỏ để tạo thêm một cái vẻ đẹp của ở phần dưới của một cái gốc, và rất sinh động cho một cái tác phẩm về phần trang trí. Đó, đứng trên một cái chiếc chậu khá là to. Ở mình lui rất xa cho các bạn nhìn ngắm toàn cảnh ở cây lộc vừng, quá đẹp. Và mình cũng thấy nó đang cho bông nữa các bạn, nó cũng đang cho một vài bông. Đây, mặt sau của cây đó các bạn, đấy là một cái bông nè, nó đang cho bông đổ xuống. Đây là mặt sau của cây, đây là dưới này là phần gốc. Một cái gốc lộc vừng mà to như vậy thì phải vài chục năm là chuyện bình thường đó các bạn. Bên trên tay cành các bạn nhìn thấy cũng rất là thuộc rồi đó, rất là thuộc. Rồi mình chi tiết gần hơn nữa cái phần thân và gốc nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất khá là to. Đó, lên trên là tay cành. Phải nói cái gốc này cũng phải là hai người dừng hả các bạn. Khá là to. Và một cái thế rất là đẹp. Có giá trị, rất là giá trị các bạn. Thấy phần gốc không là mình đã thích rồi đó các bạn. Đó, phần rễ của nó rất là thích. Nếu như các bạn nào mà đam mê cây cảnh đó thì xem video của mình đó, và mình cũng quay lại những cái tác phẩm đẹp đó cho các bạn nào mà đam mê cây cảnh, và cũng như các bạn mà cũng không đam mê cây cảnh nhưng mà nhìn những cái tác phẩm trên video của mình quay đó thì các bạn cũng vẫn thích, rất là thích, bởi vì nhiều cái tác phẩm cây cảnh khác nhau rất là đẹp. Trong giới đam mê thì thôi mình không nói, chứ còn như các bạn mà chưa có đam mê cây cảnh đó, các bạn xem video là các bạn thấy nhiều cái tác phẩm cây cảnh đẹp là các bạn mê liền. Như mình đây đi quay lại cho các bạn xem á, mà vì thời lượng nó cũng có hạn nên
mình phải dừng video, chứ còn không là mình quay rất lâu cho các bạn cùng xem và mình cùng xem cho nó thỏa thích, vì có nhiều tác phẩm nó quá đẹp đó các bạn ơi. Đó, lên phần trên. Rồi để mình chi tiết toàn cảnh cái cây lộc vừng này cho các bạn xem lần nữa. Phải đứng thiệt xa mới thấy hết cái toàn cảnh của nó đó các bạn. Mình phải lùi lại thiệt xa mới thấy hết. Rồi còn một tác phẩm nữa, đây là mình giới thiệu cho các bạn là một cái cây mây lùm. Một cây mây lùm rất là to và đứng trên một cái chậu vuông đó các bạn. Đó, trước mặt các bạn thấy là cái cây mây lùm, phải nói là tuyệt vời. Cây này mà mùa xuân mà trổ bông thì thôi không còn gì để nói nữa các bạn. Các bạn nên biết là cái cây mây lùm mà nó mà cho bông thì các bạn nhìn ngắm mê say thôi. Rồi mình đến gần chi tiết cho cái phần gốc cho các bạn xem. Thì gốc này thì cũng khoảng hơn hai tay của mình thôi các bạn. Cái bề hoành nó cũng hơn hai tay mình. Nhưng mà phần trên người ta để cái phần nhánh đó các bạn, tược nhánh rất là nhiều, rất là dày luôn á. Lên trên thành một cái lùm rất là to, nên người ta gọi là mây lùm đó các bạn. Cây này mà mùa xuân mà nếu có dịp mình quay thì cho các bạn chiêm ngưỡng thì tuyệt vời. Rất tiếc mùa này thì chưa cho bông. Nó xa xa chi tiết cho các bạn xem cái cây mây lùm khá là đẹp. Rồi bây giờ mình chi tiết thêm cho các bạn xem một cái tác phẩm nữa, là một cái gốc lộc vừng. Gốc lộc vừng này có một cái thế giống như một cái con người ngồi đó các bạn. Đó, trước mặt các bạn nhìn thấy á, y như một cái người mà ngồi đó các bạn. Đó, khá là ok. Tác phẩm này cũng khá là to đó các bạn ơi. Rồi mình đến gần chi tiết cái phần gốc và phần thân cho các bạn chiêm ngưỡng. Đây giống như một cái chân hay là một cái tay gì các bạn. Khá là hay ha. Khá là hay. Đi lên phần thân. À, cái phần gốc nó ra một cái u bú đó các bạn. Khá là hay nè. Đây là xác phần gốc. Và lên trên tay cành. Tay cành là khỏi phải nói rồi, nó rất là thuộc hết rồi đó các bạn. Và mùa này thì nó cũng gần cho bông hết rồi các bạn. Đôi khi có cây có cho bông, có cây chưa ra bông. Nhưng mà cây này cũng chắc chắn là cũng sắp sửa ra bông rồi các bạn. Đứng trên một cái chiếc chậu phải nói là khá là đẹp. Chiếc chậu này cũng có giá trị đó các bạn ơi. Mà đứng trên chiếc chậu cây lộc vừng này là một cái tác phẩm này rất là hoàn hảo. Rồi mình xa xa chi tiết cái tác phẩm này cho các bạn xem, vì nó quá đẹp. Thôi thì thời lượng nó cũng có hạn, mình cũng xin phép dừng video. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Và các bạn xem thì đừng quên đăng ký và like, bấm chuông, chia sẻ.
ủng hộ mình để có động lực mình ra nhiều video thú vị hơn. Rồi một lần nữa mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn.